Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sáng nay 19 tháng 1, tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Ngoài ra, nhờ chủ động ứng phó kịp thời với thiên tai bão lũ nên không có thiệt hại về người đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Đến thời điểm này, cơ bản đã hoàn tất và tin chắc rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.